Để quá gần vòi hoa sen, xịt nước vào đèn sưởi nhà tắm gây hiện tượng chập điện, tắm trên 30 phút khi dùng đèn sưởi. Đầu tiên, bạn phải chắc chắn rằng đèn sưởi được mua là hàng chính hãng và có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Việc mua các đèn sưởi không rõ nguồn gốc hay được bán tại các chợ dân sinh, cửa hàng nhỏ nghe thì có vẻ tiết kiệm túi tiền vì giá thường rẻ, nhưng đổi lại thiết bị sẽ không được bảo hành, rất nhiều nguy cơ và nhất là sẽ đốt tiền điện nhà bạn đấy. Việc lắp đặt đèn sưởi nhà tắm nên để thợ có tay nghề về điện thực hiện. Khi lắp cần đo điện trở chuẩn cho thiết bị và lắp đặt dây le tự động đề phòng khi có sự cố, thiết bị sẽ tự ngắt điện. Nhà tắm vốn là nơi ẩm ướt nên chỉ cần có mối dây điện bị hở thì nguy cơ chập cháy, tai nạn là cực kỳ cao. Vì vậy nên duy trì khoảng cách an toàn từ 2 mét trở lên tính từ vị trí nền nhà đến đèn sưởi, cao hơn vòi hoa sen. Việc dùng đèn sưởi nhà tắm liên tục trong thời gian dài còn dễ gây cháy nổ, nguy hiểm cho người dùng. Vì thế chỉ nên sử dụng trong vòng 15 đến 30 phút và tắt ngay sau khi dùng xong để vừa đảm bảo an toàn vừa tiết kiệm điện. Đừng quên thường xuyên vệ sinh và kiểm tra đèn định kỳ tối thiểu 2 lần một năm. Thói quen này sẽ đảm bảo hiệu suất tối đa cho đèn sưởi nhà tắm và tuổi thọ tăng cao. Gọi thợ sửa chữa có chuyên môn khi cần thay vì tự sửa tháo lắp. Theo dõi nhiều video tiếp theo trên YouTube Điện lực Việt Nam để biết thêm nhiều mẹo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm nhé.